màn solo cân não giữa truyền nhân Lý Tiểu Long và cao thủ Vịnh Xuân Quyền. Hai cao thủ cùng trổ những thế võ độc chiêu của mình trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh, kết quả ra sao? Hiện thực là có rất nhiều bạn trẻ nghĩ rằng Vịnh Xuân Quyền là một môn lấy nhu khắc cương, võ công lợi hại, dư sức đánh bại 10 võ sĩ như trong phim Diệp Vấn 1. Một nhóm khác thì cho rằng Vịnh Xuân Quyền không có tính thực dụng cao, tính thực chiến cũng không có, thực sự có phải như vậy không? Màn solo cân não của hai chàng thanh niên trong video này tuy không quá gay cấn như những màn so tài của các cao thủ khác, nhưng hai anh đã mang đến cho người xem những phút giây thật thư giãn. Hẳn những ai yêu thích phim võ thuật đều sẽ cực kỳ ấn tượng với những màn võ công tuyệt đỉnh của Lý Tiểu Long hay Chân Tử Đan đã từng thi triển trên màn ảnh. Đó cũng là những tinh hoa của Vịnh Xuân Quyền. Vịnh Xuân Quyền là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bên cạnh, thiểu số cho rằng rất có thể môn phái đã có lịch sử không dưới 400 năm. Hầu hết đều khẳng định nguyên khởi Vịnh Xuân Quyền từ phong trào phản Thanh phục Minh cách đây khoảng 2 thế kỷ. Sự tỏa sáng rực rỡ của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trên màn ảnh những thập niên 70 đã giúp phát dương quang đại hình ảnh môn phái khắp thế giới. Những chiêu thức của Lý Tiểu Long đã làm say mê biết bao thế hệ khán giả. Anh góp công cực lớn đưa Vịnh Xuân Quyền từ chỗ chỉ truyền dạy âm thầm trong các gia tộc trở thành một trong những phái võ được nhiều người biết đến và say mê tập luyện. Vịnh Xuân Quyền ngày nay có tới hàng triệu đệ tử và hàng chục hệ phái trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, huyền thoại Lý Tiểu Long cũng chắt lọc tinh hoa của nhiều môn phái, trong đó nòng cốt là Vịnh Xuân Quyền để sáng tạo ra Triệt Quyền Đạo. Đó là một phương pháp chiến đấu được đánh giá là cực kỳ thực dụng và hiệu quả, được nhiều người trên thế giới mến mộ và theo học. Hai cao thủ cùng trổ những thế võ độc chiêu của mình trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh. Rất nhiều người đã thích thú vây quanh xem màn tỉ thí và cổ vũ cho trận đấu. Không quá gay cấn như những màn so tài của các cao thủ đỉnh cao, nhưng hai anh đã mang đến cho những người xem nhiều phút giây thư giãn. We'll be right back.